Chào mừng tụi con quay trở lại với tiết học DT Study, bộ môn công nghệ lớp 11. Thì nội dung của bài hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu về hình chiếu trục đo ha. Thì ở những cái nội dung của bài, những bài trước mà mình đã học thì mình biết rồi, để chế tạo ra một cái sản phẩm bất kỳ thì cái người thi công họ sẽ dựa vào cái bản vẽ kỹ thuật được thiết kế trước đó để có thể biết được hình dạng và kích thước của cái vật thể, và từ đó họ sẽ chế tạo ra được cái sản phẩm đúng như cái hình dạng và kích thước trong cái bản vẽ kỹ thuật mà người ta mô phỏng như thế này, được chưa? Như vậy thì người ta sẽ dựa vào những cái hình biểu diễn, có nghĩa là những cái hình chiếu vuông góc, cụ thể là ba hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh trên cái bản vẽ kỹ thuật, và những cái con số kích thước được ghi trên bản vẽ để có thể biết được hình dạng và kích thước của vật thể đó, được chưa? Và các hình chiếu này người ta gọi nó là hình chiếu vuông góc. Và những cái bài trước mình cũng đã biết rồi, mỗi một hình chiếu vuông góc nó chỉ thể hiện được hai mặt của vật thể. Ví dụ như hình chiếu đứng thì nó chỉ thể hiện được chiều cao và chiều dài. Rồi hình chiếu bằng thì nó thể hiện được chiều dài và chiều rộng. Còn hình chiếu cạnh thì nó thể hiện được chiều rộng và chiều cao. Như vậy tức là mỗi cái hình chiếu vuông góc nó chỉ thể hiện được hai trong ba mặt của vật thể mà thôi, đúng không? Như vậy thì cái người thi công họ nhìn vào một cái bản vẽ, mặc dù họ biết là cái hình dạng nó ra như thế nào đó, nhưng mà họ rất là khó hình dung cái hình dạng cụ thể của vật thể. Đúng vậy không? Do vậy trong cái ngành vẽ kỹ thuật người ta còn đưa ra một cái loại hình chiếu. Được chưa? Cái hình chiếu này đây, con xem. Đây được gọi là cái hình chiếu thứ tư của một bản vẽ kỹ thuật. Và rõ ràng nhìn vào cái hình chiếu này tụi con có thể thấy được là nó sẽ thể hiện được cái hình dạng tổng quan của cái vật thể. Tức là nó thể hiện được hình dạng ba chiều của vật thể, đúng không tụi con? Như vậy thì khi đó người thi công họ nhìn vào, họ sẽ hình dung được cái sản phẩm của mình nó có hình dạng cụ thể ra sao nha. Và trong ngành kỹ thuật người ta gọi cái hình chiếu này là hình chiếu trục đo. Vậy hình chiếu trục đo là gì? Thì ngày hôm nay mình sẽ đi tìm hiểu nó với ba nội dung. Thứ nhất là khái niệm hình chiếu trục đo. Thứ hai là phân loại hình chiếu trục đo. Và thứ ba là cách vẽ hình chiếu trục đo trong bản vẽ kỹ thuật. Thì mình sẽ đi qua từng cái nội dung của bài hôm nay. Thứ nhất là khái niệm về hình chiếu trục đo. Thì để có thể hiểu được khái niệm hình chiếu trục đo thì mình sẽ đi tìm hiểu cái phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo như thế nào. Thì không biết là tụi con còn nhớ cái bài hình chiếu vuông góc hay không ha. Để xây dựng được ba hình chiếu vuông góc, chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh, thì việc đầu tiên mình phải xây dựng cái gì được con? Việc đầu tiên là mình phải xây dựng được hệ ba mặt phẳng B1, B2, B3 đồng vuông góc từng đôi một với nhau, đúng rồi không? Và sau đó mình sẽ đặt cái vật thể của mình trong cái góc tạo bởi ba mặt phẳng đó, và sau đó mình sử dụng phép chiếu vuông góc. Giờ thì khi đó trên mỗi cái hình chiếu, trên mỗi cái mặt phẳng hình chiếu, mình sẽ thu được mỗi hình chiếu tương ứng. Đó là cái phương pháp xây dựng hình chiếu vuông góc. Bây giờ mình sẽ đi coi thử là cái phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo như thế nào. Đầu tiên là người ta sẽ xây dựng một cái hệ trục tọa độ OXYZ. Được chưa? Tụi con nhìn trên quan sát trên video nha. Đầu tiên là mình sẽ xây dựng một cái hệ trục. Đây nè, con nhìn ha, hệ trục của mình là hệ trục OXYZ, chưa được con? Sau khi đã xây dựng xong hệ trục OXYZ rồi, thì lúc này mình sẽ đặt cái vật thể của mình. Vật thể của mình là nó có dạng màu cam. Do tụi con hình dung mình sẽ đặt cái khối vật thể của mình có dạng màu cam lên cái hệ trục OXYZ. Sao cho, nhớ nha, sao cho trục cái sao cho ha, kích thước chiều dài, tức là đoạn OA nó phải nằm trên trục OX, nhớ nha. Trục OX sẽ ứng với chiều dài, trục OA sẽ ứng với chiều rộng, và trục OZ sẽ ứng với chiều cao. Bây giờ đó là quy tắc để mình đặt cái vật thể lên hệ trục tọa độ OXYZ, được chưa con? Nhớ nha, chiều dài của vật thể sẽ được đặt trên trục OX, chiều rộng đặt trên trục OA và chiều cao đặt trên trục OZ. Yeah. Tiếp tục sau đó mình sẽ xây dựng một cái mặt phẳng B phẩy. Mặt phẳng B phẩy này tức là mặt phẳng hình chiếu ha. Còn mặt phẳng hình chiếu là gì thì hôm bữa học ở những bài 1, bài 2 mình đã biết rồi. Mặt phẳng hình chiếu nó là cái mặt phẳng chứ hình chiếu của vật thể sau khi chiếu, đúng không? Như vậy thì cái mặt phẳng B phẩy này sẽ là cái mặt phẳng chứa hình chiếu mà mình đang quan tâm. Yeah. Rồi đó là bước thứ hai. Bước thứ ba
là mình sẽ sử dụng cái phép chiếu. Phép chiếu này sẽ chứa các phương chiếu. Cô tạm gọi phương chiếu này có tên gọi là phương chiếu L. Xong chưa? Rồi, xong chưa? Cái phương chiếu, cái phép chiếu L này nó sẽ bao gồm các tia chiếu nó có hình màu hồng như cái tụi con đang quan sát. Xong chưa? Thì khi đó nha, và tụi con nhớ nha, các phép chiếu, các tia chiếu này nó lần lượt đi qua các điểm của nó lần lượt đi qua các điểm của vật thể này, vật thể màu cam này, nó chiếu thẳng tới cái mặt phẳng hình chiếu bên phải, được chưa? Thì khi đó trên mặt phẳng bên phải mình sẽ thu được hai phần. Phần thứ nhất là hệ trục tọa độ mới O phẩy, X phẩy, Y phẩy và Z phẩy. Nhớ nha, nhớ nha. Đầu tiên cái đầu tiên mình thu được sẽ là thu được một cái hệ trục O phẩy, X phẩy, Y phẩy và Z phẩy, được chưa? Kèm với cái hệ trục tọa độ mới mình sẽ có được một cái hình chiếu. Tụi con thấy chưa? Giờ từ cái điểm A trên cái mặt, trên cái vật thể mình chiếu qua mặt phẳng B phẩy, mình sẽ thu được điểm A phẩy, tương tự mình sẽ thu được điểm B phẩy, C phẩy và những cái điểm khác từ cái vật thể ở bên trục OXYZ qua cái mặt phẳng B phẩy bằng cách sử dụng phép chiếu với phương chiếu là L. Đấy, được chưa? Thì khi đó cái vật thể mà mình, cái hình chiếu mà mình thu được trên mặt phẳng bên phải như thế này nè, được chưa? Con thấy nè, nó có đây nè, cái mặt, cái vật thể này nè, cái hình chiếu này nè, được chưa? Thì cái hình chiếu này người ta gọi nó là hình chiếu trục đo. Đó, được chưa? Vậy rồi con đã nắm được phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo chưa? Nha. Như vậy thì tụi anh trả lời cho cô một câu, đó là hình chiếu trục đo này được xây dựng bằng phép chiếu gì? Bằng phép chiếu gì tụi con? Hôm bữa ở cái nội dung của bài bài 2 á, nhớ không? Tụi con không biết là tụi con còn nhớ hay không? Thì cô đã giới thiệu cho tụi con là có 3 phép chiếu được sử dụng trong ngành vẽ kỹ thuật. Đó là phép chiếu gì tụi con ha? Nhớ không? Đó là phép chiếu vuông góc, phép chiếu song song và phép chiếu xuyên tâm. Được chưa? Thì đối với phép chiếu vuông góc, người ta sử dụng để tạo ra hình chiếu vuông góc. Yeah. Vậy thì theo tụi con, đối với hình chiếu trục đo, người ta sẽ sử dụng phép chiếu nào? Bây giờ muốn biết nó sử dụng phép chiếu nào thì tụi con phải xem cái tia chiếu của nó có đặc điểm là gì. Các tia chiếu của nó có dạng màu hồng này, như cái đây nè, những cái tia này nè. Yeah. Đó, vậy theo tụi con những tia chiếu này nó có đặc điểm gì thì khi đó tụi con sẽ gọi được tên cái phép chiếu này. Đặc điểm gì tụi con? À, nếu mà mình quan sát kỹ mình sẽ thấy là các tia chiếu màu hồng này nó song song với nhau, đúng không? Mà phép chiếu mà có các tia chiếu song song với nhau thì cô gọi đó là phép chiếu song song. Yeah. Như vậy thì một điểm đầu tiên để tạo ra được hình chiếu trục đo là nó phải sử dụng phép chiếu song song. Yeah. Cái câu thứ hai là tụi con xem cái hình biểu diễn trên mặt phẳng bên phải á, nó thể hiện được mấy chiều của vật thể. Mấy chiều tụi con? Nó có phải là hai chiều như hình chiếu vuông góc hay không? À không, nó sẽ thể hiện được mấy chiều của vật thể tụi con ha. Nó sẽ thể hiện được 3 chiều của vật thể. Đúng chưa? Như vậy thì từ cái phương pháp xây dựng này, cô đã đưa ra được một cái định nghĩa của hình chiếu trục đo ha. Hình chiếu trục đo nó là hình, đầu tiên nó phải biểu diễn được 3 chiều của vật thể. Nhớ nha, hình chiếu trục đo sẽ thể hiện được dạng 3 chiều của vật thể. Và nó sẽ được xây dựng bằng phép chiếu gì được con? Xây dựng bằng phép chiếu song song. Nhớ nha. Rồi. Bây giờ tụi con nhìn vào cái hình vẽ thể hiện phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo. Tụi con trả lời cho cô một câu. Đó là giả sử với cái phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo ha, người ta bắt buộc một điều đối với phương chiếu L là cái gì? Đó là phương chiếu L nó không được song song với mặt phẳng hình chiếu và cũng không được song song với một trong ba trục tọa độ. Nhớ nha, qua nghe kỹ nha. Cái phương chiếu L này nè, khi mà tụi con xây dựng á, nó không được phép song song với mặt phẳng hình chiếu B phải. Và nó cũng không được phép song song với ba trục tọa độ OX, OY và OZ. Được chưa? Vì sao? Vì sao khi xây dựng phương chiếu L tụi con không được vi phạm vào cái lỗi này? Tức là
Thay vì hỏi câu đó, cô cũng thể hỏi một câu khác, đó là giả sử nếu phương chiếu L nó song song với mặt phẳng hình chiếu B phẩy hoặc song song với một trong ba trục tọa độ thì điều gì sẽ xảy ra? Rồi, tụi con suy nghĩ nha, nhìn hình suy nghĩ, có nghĩa là thay vì nó là thế này, bây giờ con giả sử một cái tia nào đó của phương chiếu L này nó song song với B phẩy thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Rồi, tụi con có một phút để suy nghĩ câu này. Một phút nào. Rồi, được không, được không? Vâng, tức là đối với cái bài này là tụi con thử suy nghĩ xem nếu phương chiếu L thay vì mình vẽ như thế này, bây giờ mình cho nó song song với mặt phẳng B phẩy. Một cái đường thẳng mà muốn song song với mặt phẳng thì sao con? Thì nó sẽ song song với một đường thẳng nằm thuộc mặt phẳng đó, đúng không? Bây giờ cô giả sử nó song song với cái cạnh này của mặt phẳng đây. Được chưa? Đúng không? Thì theo con, một cô giả sử như cái phương chiếu L nó là phương chiếu song song mà, thì đây sẽ là phương chiếu L, đúng không? Thì điều gì sẽ xảy ra tụi con? Điều gì sẽ xảy ra? Thứ nhất, cái điều đầu tiên mình thấy được đó là gì? Đó là các tia chiếu nó sẽ không cắt mặt phẳng B phẩy, đúng không? Rõ ràng nó song song thì nó không thể nào nó cắt được mặt phẳng B phẩy được. Mà khi mà nó không cắt được mặt phẳng B phẩy thì mình sẽ không thể nào thu được một cái hình chiếu trên mặt phẳng B phẩy được, đúng không? Nó đâu có cắt, lấy gì mà điểm giao nhau, đúng vậy không, được con? Như vậy thì cái đầu tiên là khi xây dựng phương chiếu L, mình không được cho cái phương chiếu song song mặt phẳng B phẩy, bởi vì nếu nó song song thì mình sẽ không có được điểm cắt nhau và khi đó mình sẽ không thu được hình chiếu trục đo, được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai tụi con phải giải thích, giả sử phương chiếu L nó song song với một trong ba trục tọa độ thì điều gì sẽ xảy ra? Thì cũng tương tự vậy luôn. Bây giờ tụi con hình dung nha, nếu một trong ba phương chiếu, một trong nếu phương chiếu L nó song song với một trong ba trục tọa độ này thì khi đó lúc này trên cái mặt phẳng B phẩy mình chỉ thu được hình chiếu, cái hình chiếu này nó sẽ thể hiện, nó chỉ thể hiện được hai mặt của vật thể mà thôi, đúng không? Như vậy thì thể hiện được hai mặt của vật thể thì hình chiếu thay vì là thu được hình chiếu trục đo, mình sẽ thu được hình chiếu vuông góc, bởi vì nó chỉ thể hiện được hai chiều của vật thể mà thôi. Còn một cái nó song song với một trục rồi thì nó không thể nào tạo ra được cái điểm trên mặt phẳng B phẩy, đúng không, được con? Như vậy thì nó chỉ thể hiện được hai mặt của vật thể mà thôi. Thì khi đó hình chiếu mình thu được nó là hình chiếu vuông góc chứ không phải là hình chiếu trục đo. Và đó là lý do vì sao mà khi xây dựng hình chiếu trục đo, tụi con không được để phương chiếu L nó song song với mặt phẳng B phẩy và song song với một trong ba trục tọa độ. Rồi. Đó là về khái niệm và phương pháp xây dựng. Bây giờ mình sẽ đi qua các thông số cơ bản của hình chiếu trục đo ha. Thì ở bên cái hình chiếu vuông góc á, đúng không? Mỗi hình chiếu vuông góc thì nó sẽ có những cái kích thước thể hiện được có những con số thể hiện được kích thước của vật thể, ví dụ như là chiều dài, chiều rộng, chiều cao hoặc là đường kính này, được chưa? Thì những cái đó người ta gọi là thông số của hình chiếu vuông góc. Như vậy thì liệu thông số hình chiếu trục đo nó có khác gì hay không? Thì đối với hình chiếu trục đo, thông số của nó sẽ bao gồm thứ nhất là trục đo và góc trục đo. Vậy thì trục đo, góc trục đo là gì? Thì tụi con quan sát, người ta định nghĩa trục đo này, trục đo nó là các trục tọa độ nằm trên mặt phẳng hình chiếu. Như vậy thì tụi con nhớ lại cho cô cái hệ thống mà mình xây dựng hình chiếu trục đo, đúng không? Thì con thấy là trên cái mặt phẳng B phẩy mình thu được một cái hệ trục, là hệ trục gì tụi con? Hệ trục O phẩy, X phẩy, Y phẩy và Z phẩy, đúng không? Và người ta gọi cái trục đo là các trục tọa độ đó. Như vậy thì có bao nhiêu trục đo tụi con? Này, như vậy thì có bao nhiêu trục đo?
À, rõ ràng nó sẽ có ba trục đo, đó là ô phẩy F phẩy, ô phẩy Y phẩy và ô phẩy Z phẩy. Được chưa? Đó là cái khái niệm đầu tiên mà tụi con cần phải quan tâm. Và bây giờ mình sẽ đi qua cái thông số của nó. Thông số thứ nhất là góc trục đo. Người ta định nghĩa này, góc trục đo là góc hợp bởi các trục đo. Được chưa? Như vậy thì ở trên đây mình đã có được ba trục đo ô phẩy F phẩy, ô phẩy Y phẩy và ô phẩy Z phẩy. Thì với khái niệm của góc trục đo, vậy theo tụi con mình trong một cái hệ trục tọa độ của hình chiếu trục đo, mình sẽ có bao nhiêu góc trục đo? À, nếu mà nhìn vào hình mình sẽ thấy là có bao nhiêu góc trục đo con. Đầu tiên là góc hợp bởi trục ô phẩy F phẩy và ô phẩy Y phẩy, đúng không? Tiếp theo nó sẽ là góc hợp bởi ô phẩy F phẩy và ô phẩy Z phẩy, đúng không? Cuối cùng là góc hợp bởi ô phẩy Y phẩy và ô phẩy Z phẩy. Như vậy thì nó sẽ có ba góc trục đo, đó là F phẩy ô phẩy Y phẩy, Y phẩy ô phẩy Z phẩy và Z phẩy ô phẩy F phẩy. Được chưa? Đây là tên gọi của ba góc trục đo và đây là thông số cơ bản đầu tiên của góc trục đo. Đây là thông số thứ nhất. Xong chưa? Giờ mình sẽ đi qua cái thông số thứ hai. Cái thông số thứ hai của hình chiếu trục đo người ta gọi nó là hệ số biến dạng. Được chưa? Vậy thì hệ số biến dạng là gì? Người ta định nghĩa này. Con nhớ cái định nghĩa của hệ số biến dạng nha. Hệ số biến dạng nó là tỷ số, nhớ nha, đầu tiên nó là tỷ số giữa độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó. À, có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ là tỷ số giữa cái độ dài hình chiếu nằm trên cái mặt phẳng hình chiếu với độ dài thực của cái đoạn thẳng, tức là độ dài thực của cái vật thể. Được chưa? Như vậy thì tụi con nhìn quan sát cho cô cái hình này nha. Rồi, bây giờ cô gọi OA là chiều dài của vật thể, OB là chiều rộng của vật thể và OC là chiều cao của vật thể. Được chưa? Rồi, ha, nhớ nhớ nha. Rồi, O phẩy A phẩy là hình chiếu của OA, O phẩy B phẩy là hình chiếu của OB và O phẩy C phẩy là hình chiếu của OC. Được chưa? Rồi, như vậy thì nhìn vào cái hình và kèm theo cái khái niệm của hệ số biến dạng, theo tụi con có bao nhiêu hệ số biến dạng? À, rõ ràng là nó sẽ có ba hệ số biến dạng, đúng không tụi con? Ba hệ số biến dạng và nó sẽ biến dạng theo ba trục tọa độ. Đầu tiên là theo trục O phẩy X phẩy, đúng không? Thì độ biến dạng mà hệ số biến dạng theo trục O phẩy X phẩy cô gọi nó là B. Vậy thì B nó sẽ là bằng O phẩy A phẩy trên trên OA, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì O phẩy A phẩy nó là độ dài hình chiếu, đúng không? Còn OA nó là độ dài thực của đoạn thẳng. Đúng chưa? Như vậy thì B người ta gọi nó là hệ số biến dạng và cụ thể là hệ số biến dạng theo trục O phẩy X phẩy hay là hệ số biến dạng theo theo chiều dài. Được chưa? Tương tự như vậy mình sẽ có hệ số biến dạng theo trục O phẩy Y phẩy, tức là hệ số biến dạng theo chiều chiều rộng thì nó sẽ bằng gì tụi con? Nó sẽ là bằng quy, nó sẽ là bằng O phẩy B phẩy chia cho OB. Và tương tự mình sẽ có hệ trục độ biến hệ số biến dạng theo trục O phẩy Z phẩy, cô gọi nó là R thì nó sẽ bằng O phẩy C phẩy chia cho OC, đúng không? Rồi, như vậy thì nhìn vào cái hệ thống xây dựng hình chiếu trục đo, tụi con trả lời cho cô nghe là vậy thì theo con các thông số cơ bản hình chiếu trục đo, tức là góc trục đo và hệ số biến dạng, nó phụ thuộc vào các yếu tố nào? Bây giờ tụi con muốn biết nó phụ thuộc vào yếu tố nào thì tụi con phải xem thử là khi thay đổi các yếu tố đó thì liệu nó có làm cho cái góc trục đo và hệ số biến dạng của mình thay đổi hay không. Nếu nó thay đổi thì nó phụ thuộc, còn không thay đổi tức là không phụ thuộc. Bây giờ nắm được cái nội dung câu hỏi này chưa? Rồi, như vậy thì tụi con sẽ có 1 phút 30 giây để suy nghĩ câu hỏi này. 1 phút 30 giây bắt đầu.
Rồi. Được không, được không? Rồi, bây giờ mình thử thay đổi một vài cái yếu tố coi thử là nó có làm cho cái thông số cơ bản của mình thay đổi hay không ha. Đầu tiên, yếu tố đầu tiên, theo tụi con yếu tố đầu tiên sẽ là yếu tố nào? À, nhìn vào đây mình thấy nè. Tụi con thấy ha. Tụi con nhìn cái khái niệm về số biến dạng này. P, Q và R nó sẽ là bằng O phẩy A phẩy chia cho O A, tương tự O phẩy B phẩy chia cho O B và O phẩy C phẩy chia cho O C. Đúng vậy không? Như vậy thì cái O phẩy A phẩy này nó phụ thuộc vào cái gì tụi con? O phẩy A phẩy, O phẩy B phẩy và O phẩy C phẩy nó sẽ phụ thuộc vào cái gì? À, nó sẽ phụ thuộc vào vào phương chiếu của L này. Bây giờ thay vì cô chiếu thế này, bây giờ cô chiếu thế này. Cô chiếu nó bị lệch một chút ha, thay vì cô phương chiếu, bây giờ cô chiếu nó lệch một chút. Miễn sao là các tia chiếu của nó song song với nhau là được. Thì rõ ràng khi mà mình chiếu lệch một chút thì trên mặt phẳng bên phải này mình cũng sẽ thu được những cái điểm giao nhau khác, đúng không? Như vậy thì nó sẽ làm cho cái O phẩy A phẩy, O phẩy B phẩy, O phẩy C phẩy nó sẽ thay đổi một chút về về độ dài. Mà khi mà những cái đoạn đó nó thay đổi thì nó cũng sẽ làm cho hệ số biến dạng B, Q và R thay đổi theo. À, như vậy thì cái yếu tố đầu tiên sẽ là phương chiếu L, đúng không? Yếu tố thứ hai là gì tụi con? Yếu tố thứ hai mình thấy sẽ là cái gì? Sẽ là cái hệ trục tọa độ đặt cái vật thể lên. Giờ thay vì cô đặt cái hệ trục tọa độ thế này, giờ cô đặt cái hệ trục khác, đúng không? Cô đặt một cái hệ trục khác, ô phải phải y phải, thì nó cũng sẽ làm cho cái hình chiếu mà mình thu được trên cái mặt phẳng bên phải nó cũng sẽ khác, đúng không? Và nó làm cho cái góc trục đo của mình nó thay đổi luôn, đúng không? Và đó là hai yếu tố làm cho cái hệ thông số cơ bản của hình chiếu trục đo nó thay đổi. Đó chính là vị trí gắn hệ trục tọa độ lên vật và vị trí của phương chiếu L. Ok. Rồi. Đó là về khái niệm hình chiếu trục đo. Bây giờ mình sẽ đi qua coi thử là hình chiếu trục đo nó gồm bao nhiêu loại. Ha. Thì như hình chiếu vuông góc thì nó gồm bao nhiêu hình chiếu vuông góc của con? Mình đã học rồi. Nó sẽ gồm 3 hình chiếu vuông góc, đó là hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh. Đúng không? Và mỗi cái hình chiếu được xây dựng bằng một cái chiếu khác nhau, bằng một cái hướng chiếu khác nhau, đúng không? Thì đối với hình chiếu trục đo này nó cũng vậy. Ha, giờ tụi con quan sát nha. Đây. Tụi con nhìn cho cô cái hình màu cam và cái hình màu hồng. Tụi con sẽ thấy là hai cái hình này về mặt tổng quan là nó có hình dạng tương đối giống nhau. Đúng vậy không tụi con? Nó chỉ khác nhau về cái gì? Nó chỉ khác nhau một chút về cái độ biến dạng của cái hình mà thôi. Chứ mà về mặt tổng quan, cấu tạo của nó, cấu trúc của nó là giống nhau. Đúng vậy không? Cũng tương tự như hai hình này mình sẽ thấy này. Về mặt cấu trúc là hai cái vật thể này giống nhau, nó cũng có lỗ trụ thẳng đứng, nó cũng có giá chữ L, nó cũng có khoét rãnh hình chữ nhật, hình hộp chữ nhật, đúng vậy không? Nó chỉ khác nhau một chút về cái sự biến dạng của cái vật thể mà thôi. Đúng không? Chờ. Như vậy thì hai cái nhóm hình chiếu này người ta gọi nó là hình chiếu trục đo. Tuy nhiên, mỗi cái hình chiếu trục đo nó có hình dạng khác nhau và nó được xây dựng bằng phương pháp khác nhau thì tên gọi của nó cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như nhóm hai hình này cô sẽ gọi nó là hình chiếu trục đo vuông góc đều, còn nhóm hai hình này cô gọi là hình chiếu trục đo xiên góc cong. Đó. Như vậy thì hình chiếu trục đo vuông góc đều là gì và hình chiếu trục đo xiên góc cong là cái gì và nó được xây dựng như thế nào, nó khác nhau về cái gì thì phần tiếp theo mình sẽ đi tìm hiểu. Dạ. Đầu tiên mình sẽ đi coi thử cái phương pháp xây dựng hình chiếu trục đo vuông góc đều. Đây. Đầu tiên là làm mọi cách phải có được một cái hệ trục tọa độ O phẩy, X phẩy, Y phẩy và Z phẩy nó phải được tạo thành đúng như trên hình này. À, được chưa? Tụi con quan sát nha. Rồi. Với một cái hệ trục tọa độ mới O phẩy, X phẩy, Y phẩy, Z phẩy thì mình sẽ thu được một cái hình chiếu trục đo vuông góc đều có hình dạng như thế này. Con quan sát ha. Rồi, tiếp theo là hình chiếu trục đo xiên góc cong. Thì mình phải có được một cái hệ trục O phẩy, X phẩy, Y phẩy, Z phẩy có hình dạng như thế này. Được chưa? Và cái thứ hai là mình từ cái hệ trục này mình sẽ thu được một cái hình chiếu trục đo xiên góc cong có hình dạng màu xanh lá cây như thế này. Nha. Do rồi coi như vậy thì rõ ràng cái phương pháp xây dựng của hai hình chiếu này là nó khác nhau ở góc trục đo
đúng không? Và nó sẽ làm, nếu mà góc trục đo nó mà khác nhau thì tức là hệ số biến dạng nó cũng sẽ khác nhau. Bây giờ nhiệm vụ của tụi con là đi so sánh cho cô hình chiếu trục đo vuông đều và hình chiếu trục đo xiên góc cong nó khác nhau chỗ nào. Và cụ thể là cô đưa ra ba phương diện để so sánh sự khác nhau của hai hình chiếu trục đo. Đó là về phương chiếu L, về góc trục đo và về hệ số biến dạng. Phần này tụi con có thể tham khảo ở sách giáo khoa và hoàn thành cho cô cái bản này. Làm trong vòng, tụi con làm trong vòng 2 phút. Sau đó cô cùng tụi con sẽ đưa ra đáp án. 2 phút. Rồi còn 1 phút nữa nha, cố gắng làm nha. Rồi, 30 giây nữa được không? Rồi, hết giờ. Cô cùng tụi con sẽ đi so sánh hai cái hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cong ha. Đầu tiên về phương chiếu L thì nhìn lên đây tụi con sẽ không thể nào quan sát được phương chiếu L. Tuy nhiên trong sách giáo khoa người ta nói là để xây dựng được hình chiếu trục đo vuông góc đều thì phương chiếu L nó sẽ vuông góc với mặt phẳng hình chiếu B phẩy. Còn đối với hình chiếu trục đo xiên góc cong thì phương chiếu L nó không được vuông góc với mặt phẳng hình chiếu B phẩy. Nhờ đó là điểm khác nhau thứ nhất. Điểm khác nhau thứ hai là đối với góc trục đo thì tụi con quan sát ha. Để xây dựng được hình chiếu trục đo vuông góc đều thì người ta sẽ xây dựng cái hệ trục tọa độ O phẩy, X phẩy, Y phẩy, Z phẩy sao cho ba góc trục đo nó sẽ đồng thời bằng nhau và cùng bằng 120 độ. Được chưa? Còn đối với hình chiếu trục đo xiên góc cong thì mình thấy một điều đó là gì? Hôm nay tụi con sẽ thấy đó là trục đo O phẩy X phẩy nó sẽ vuông góc với trục O phẩy Z phẩy và nó sẽ tạo một góc X phẩy O phẩy Z phẩy một góc là 90 độ, được chưa? Và hai góc còn lại nó sẽ chia đều nhau, vậy thì mỗi góc là 135 độ. Bây giờ đây là điểm khác nhau thứ hai giữa hai hình chiếu trục đo. Và cái thứ ba thì tụi con sẽ thấy là nhìn vào đây tụi con sẽ thấy là về mặt chiều dài đúng không? Và chiều cao của hai hình chiếu màu xanh dương và xanh lá cây này nó sẽ bằng nhau. Nó khác nhau về cái độ dài của chiều rộng đúng không? Tụi con thấy nè. Cô tụi con nhìn vào trục O phẩy Y phẩy nè và O phẩy Y phẩy bên đây, tụi con sẽ thấy là cái đoạn O phẩy Y phẩy bên cái mặt bên của hình chiếu trục đo góc đều nó sẽ dài hơn bên hình chiếu trục đo xiên góc cong. Đấy không? Một cái đoạn này nè. Cái này nó có nhiêu đây à, trong khi cả đoạn đoạn này nó khoảng nhiêu đây. Đúng không? Như vậy thì rõ ràng nó đã có sự biến đổi, biến dạng về mặt chiều rộng. Do vậy cái điểm khác nhau thứ ba đó là khi sử dụng hình chiếu trục đo góc đều thì hệ số biến dạng của các hình chiếu này là bằng nhau và cùng bằng 1. Còn đối với hình chiếu trục đo xiên góc cong thì hệ số biến dạng của chiều dài và chiều cao là bằng 1. Tuy nhiên chiều rộng thì nó bị biến dạng một nửa, tức là nó bằng 0,5.
Được chưa? Đây là ba điểm khác nhau cơ bản của hai hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cong. Được chưa? Được không? Tụi con quan sát để cái tên này tại sao gọi là vuông góc đều. Vuông góc có nghĩa là chỉ cái sự vuông góc của phương chiếu L và mặt phẳng bên phải. Đều là chỉ cho cái việc ba góc trục đo đều bằng nhau và ba hệ số biến dạng đều bằng nhau. Được chưa? Rồi quan sát bên xiên góc cong. Xiên có nghĩa là chỉ cho cái sự không vuông góc giữa phương chiếu L và mặt phẳng hình chiếu bên phải. Cong có nghĩa là hai bên, hai cái gì đó sẽ bằng nhau, đúng không? Như vậy thì mình thấy là hai góc trục đo bằng nhau và cùng bạn 135 độ và hai hệ số biến dạng bằng nhau và cùng bạn bằng 1. Như vậy thì cái tên của nó ít nhiều nó cũng sẽ thể hiện được sự khác nhau của hai hình chiếu này. Được chưa được không? Rồi. Thì ở hình chiếu trục đo vuông góc đều, tụi con lưu ý cho cô một điểm cực kỳ quan trọng, đó là khi vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của hình tròn thì rõ ràng nó sẽ không thể nào trở thành một hình tròn được, mà phải nhớ được cho cô đó là hình chiếu trục đo vuông góc đều của hình tròn có đường kính d nó sẽ trở thành một cái hình gọi là hình elip. Hình elip này tụi con đã học ở chương trình toán lớp 10 rồi, đúng không? Thì tụi con nhớ cho cô là hình elip nó sẽ có hai trục, được gọi là trục dài và trục ngắn. Thì mối liên hệ giữa trục dài trục ngắn của elip với cái đường tròn đường kính d được thể hiện qua hai công thức, đó là chiều dài của trục dài của hình elip nó sẽ là bằng 1,22 nhân cho đường kính của hình tròn. Còn trục ngắn thì nó sẽ là bằng 0,71 nhân với đường kính của hình tròn. Đó, nhớ nha. Như vậy thì con này, được con quan sát em này. Đúng không? Giả sử như mình có một cái hình tròn có đường kính là d, được chưa? Thì mình sử dụng một cái phép chiếu song song với cái hệ trục tọa độ O(x, y), O', x', y', z', được xây dựng cho cái hệ trục tọa độ của hình chiếu trục đo vuông góc đều. Thì khi đó trên cái mặt phẳng B' mình sẽ thu được một cái hình chiếu nó có hình dạng là hình elip. Hình elip này nó có hai trục, đó là trục dài và trục ngắn. Đây, từ đoạn này đến đây người ta gọi nó là trục dài, từ đây đến đây người ta gọi nó là trục ngắn. Và tính trục dài trục ngắn được áp dụng theo hai công thức này. Và đây nó cũng là với cái phương pháp này người ta được ứng dụng để vẽ các lỗ trụ hoặc là vẽ các hình cầu trên những cái khối vật thể. Được chưa, được không? Bây giờ nhìn vào đây mình sẽ biết đây là nó có dạng hình tròn, đúng không? Nhưng mà khi mà mình sử dụng hình dạng ba chiều của vật thể, mình thấy là nó này nó không còn hình tròn nữa mà nó trở thành một cái hình oval, tức là hình elip. Được chưa, được không? Rồi xong ha. Và tụi con biết rồi, để vẽ được một cái hình elip thì nó bằng mấy cách, tụi con không biết là có bạn nào có cái cây thước kẻ bự bự mà trên cái cây thước kẻ đó nó có hình dạng của các hình elip lớn nhỏ khác nhau á. Bây giờ thì mình có thể vẽ hình elip bằng những cái hình dạng có sẵn, kích thước có sẵn trên cái thước trên cái thước kẻ. Tuy nhiên nó có những cái hình elip mà mình không thể nào xác định đúng được cái kích thước chiều trục dài và trục ngắn như mình mong muốn, thì người ta có đưa ra một cái phương pháp vẽ hình elip gần đúng bằng comba. Ha, tụi con quan sát kỹ hình này bởi vì cái phần này có khả năng nó sẽ xuất hiện trong đề thi học kỳ 1. Nhớ nha. Bây giờ để vẽ được hình elip gần đúng bằng comba thì mình sẽ trải qua những bước sau đây. Đầu tiên là tụi con sẽ xác định xem cái đường tròn của mình nó nằm trong mặt phẳng nào. Ví dụ như cái đường tròn của mình nó nằm trong mặt phẳng O', X', Y', thì đầu tiên cô sẽ xây dựng cái mặt phẳng O', X', Y' như thế này, không chưa? Sau đó bây giờ người ta yêu cầu tụi con là vẽ hình elip bằng comba để xây dựng cái hình chiếu trục đo vuông góc đều của hình tròn có đường kính là d. Giờ cô giả sử d là đường kính của hình tròn. Thì để vẽ được cái hình elip bằng comba thì cái bước đầu tiên, bước thứ hai là tụi con phải vẽ được cho cô một cái hình thoi. Hình thoi là ABCD có độ dài cạnh là D. Hình thoi là gì? Là hình thoi nó có gì con? Nó có bốn cạnh bằng nhau và hai đường chéo sẽ vuông góc tại trung điểm của mỗi đường, đúng không? Bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ cái hình thoi thế này. Để cho hình thoi ABCD có độ dài cạnh là D. Hai đường chéo nó sẽ vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường. Được chưa? Đó là đặc điểm của hình thoi. Được chưa? Bước thứ ba
Bước thứ ba người ta nói là nối D, nối cái điểm D với trung điểm của AB và BC là E và F, cắt AC tại O1, O2, tức là trên cái đoạn AB tụi con phải chọn được một điểm là E, đoạn BC tụi con chọn một điểm là F, sao cho E và F là trung điểm của AB và BC. Sau đó mình sẽ nối cái điểm D này với hai trung điểm vừa chọn và nó sẽ cắt cái đoạn AC này tại O1 khi nối với E và cắt AC tại O2 khi nối với F. Đây, được chưa? Nghe không? Đây nè, E là trung điểm của AB, F là trung điểm của BC. Nối điểm D với E, nối điểm D với F cắt nhau tại O1 và O2. Được chưa được không? Và bước thứ tư là tụi con sẽ vẽ các cung tròn. Lúc này là mình sẽ sử dụng elip nè. Mình sẽ sử dụng compa. Bước cuối cùng là sử dụng compa. Vẽ các cung tròn tâm D và tâm B. Nhớ ha, mình có hai tâm, tâm B và tâm D. Và cái cung tròn tâm B, tâm D này nó sẽ có cái bán kính là bằng đoạn DE hoặc là bằng đoạn DF. Hai đoạn này bằng nhau, con lấy đoạn nào cũng được. Có nghĩa là lúc này ha, tụi con lấy compa, tụi con đo cái đoạn DE này ra. Giờ lấy cái compa nhắm đặt cái dấu nhọn ở đây, rồi kéo nó ra đúng cái đoạn là D. Sau đó tụi con đặt cái tâm của nó tại tại B và D, tụi con vẽ lần lượt hai cái cung tròn như thế này. Tương tự như vậy, sẽ vẽ các cung tròn tâm O1 và tâm O2. Đây mình sẽ có tâm O1 ở đây và tâm O2 ở đây. Với hai cái tâm này mình sẽ vẽ bằng bán kính là O1 E và O2 2F. Được chưa? Tức là cái đoạn này nè. Được chưa? Đo cái đoạn này. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ đi coi cách người ta vẽ nè. Đầu tiên là vẽ hai cung tròn tâm B và tâm D có bán kính là DE. Thì nó sẽ vẽ thế này. Đó, được chưa? Tiếp theo vẽ cung tròn tâm O1 và O2 có bán kính là O1E hoặc là O2F. Đó. Được chưa? Và khi đó nối cái bốn cái cung tròn này nó sẽ trùng, nó sẽ giao nhau và nó sẽ tạo thành một cái hình elip gần đúng. Nó có trục dài là đoạn từ từ đây cho đến cho đến đây. Và trục ngắn là đoạn từ từ đây cho đến đến đây. Được chưa? Đó là cách mà người ta vẽ cái hình elip gần đúng bằng compa. Và cái bài này có khả năng sẽ xuất hiện trong đề thi học kỳ 1, cho nên là tụi con sau khi xem cái video này tụi con nhớ vẽ lại cái hình elip vào trong trong vở theo đúng từng bước mà cô đã hướng dẫn trong video. Được chưa? Rồi. Đó là về phân loại hình chiếu trục đo. Bây giờ mình sẽ qua cái phần cuối cùng của cái nội dung bài hôm nay, đó là cách vẽ hình chiếu trục đo. Những cái gì mình vừa mới học chỉ là phương pháp xây dựng cái hệ trục ở cái hệ hình chiếu của mình mà thôi. Và bước này sẽ là bước để mình vẽ hình chiếu trục đo trên cái bảng vẽ kỹ thuật. Được chưa? Thì nếu mà tụi con đọc trong sách giáo khoa thì nó sẽ hướng dẫn cho tụi con một cách để vẽ hình chiếu trục đo. Thì bây giờ tụi con có thể về nhà, sau khi xem cái video này tụi con có thể đọc sách giáo khoa để tìm hiểu thêm một cách về vẽ hình chiếu trục đo. Còn trong nội dung của bài giảng ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn tụi con một cách mà cô nghĩ là nó đơn giản hơn cách ở trong sách giáo khoa. Được chưa? Và cô sẽ hướng dẫn tụi con vẽ như thế này. Thì cái hình chiếu trục đo, muốn vẽ được hình chiếu trục đo thì bắt buộc tụi con phải biết được hai trong ba hình chiếu vuông góc của nó. Và cụ thể ở đây là người ta cho tụi con sẵn hai hình chiếu, đó là hình chiếu đứng và hình chiếu bằng. Từ hai hình chiếu này với các kích thước đã cho trong hình vẽ, mình sẽ vẽ được hình chiếu trục đo bằng phương pháp sau đây. Để vẽ được, đầu tiên tụi con phải đi phân tích các độ dài kích thước của hình chiếu. Đầu tiên mình thấy hình chiếu này nó có độ dài là A, chiều rộng là B, đúng không? Chiều rộng ở đoạn này là B, chiều cao sẽ là C, đúng không? Và cái vật thể này nó là dạng có cái dạng độ nghiêng, đúng không? Vậy cô gọi cái chiều cao của vách nghiêng này là F, và cái độ cao này nó sẽ cách cái mặt trên nó một đoạn là E, được chưa? Và cái đoạn từ điểm này đến cái điểm này nó sẽ là D, và đó là các kích thước mà mình cần quan tâm. Được chưa, được không? Giờ mình sẽ đi tiến hành đi vẽ. Đầu tiên là cô sẽ hướng dẫn tụi con cách vẽ hình chiếu trục đo xuyên góc cong. Bước 1 là tụi con sẽ chọn một cái mặt phẳng làm mặt phẳng cơ sở để vẽ một mặt của vật thể. Tức là lúc này tụi con sẽ xây dựng một cái mặt phẳng bất kỳ, mà thường người ta sẽ chọn là mặt phẳng O phải, X phải, Z phải, để vẽ một mặt của vật thể. Và cái mặt này là tụi con sẽ đưa cái hình chiếu đứng lên. Đây là bước thứ nhất. Cô xây dựng cái mặt phẳng O phải, X phải, Z phải nè.
Giờ đối với con nhớ ha, đối với trục đo sin gốc cân thì trục O phẩy x phẩy nó sẽ vuông góc với trục O phẩy z phẩy, được chưa? Và nó tạo ra là một góc vuông, được chưa? Và cô sẽ lấy cái mặt O phẩy x phẩy z phẩy làm cái mặt phẳng cơ sở thứ nhất để vẽ một mặt của vật thể, tức là cô sẽ vẽ cái hình chiếu đứng của vật thể lên đây. Ngon, thì con biết rồi, hình chiếu đứng thì nó sẽ lấy chiều cao và chiều rộng, được chưa? Vẽ theo đúng cái kích thước mà hồi nãy mình đã phân tích. Dạ, đó, tụi bạn thấy không? Cô sẽ đem hết toàn bộ cái hình dạng của hình chiếu đứng lên cái mặt phẳng cơ sở O phẩy x phẩy z phẩy như thế này, đúng không? Và đúng như cái kích thước mà mình đã đi phân tích ở cái bước đầu tiên. Yeah. Rồi, bước tiếp theo. Bước tiếp theo là mình sẽ đi dựng một cái mặt phẳng cơ sở thứ hai ha. Cái mặt phẳng này nó sẽ song song với cái mặt phẳng mà tụi con vừa vẽ vừa rồi, tức là nó song song với O phẩy x phẩy z phẩy, được chưa? Và cái đặc điểm của cái mặt phẳng cơ sở thứ hai này là nó phải song song và cách cái mặt phẳng thứ nhất một khoảng là b phần 2. Tại sao nó cách một khoảng là b phần 2? Bởi vì hồi nãy tụi con đã học đặc điểm của hình chiếu trục đo sin gốc cân rồi, là nó bị biến dạng về mặt độ chiều rộng, đúng không? Chiều rộng nó bị biến dạng một nửa. Do vậy đặc điểm của cái mặt phẳng cơ sở thứ hai này là cô cho nó song song và nó cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng là b phẩy, được chưa? Rồi tụi con quan sát nha. Đây là cái hình mà mình tạo ra từ bước 1. Sau đó cô dựng một cái mặt phẳng song song nè, được chưa? Nó cắt một đoạn là b phẩy, tức là cô đo từ cái đoạn O phẩy y phẩy, cô đo một đoạn là b phần 2, tức là bằng chiều rộng chia 2 á. Rồi sau đó cô dựng một cái mặt phẳng O1, X1, Z1. Xong chưa? Con quan sát nha, từng bước nha. Rồi, nha. Rồi, lần lượt cũng vẽ một cái, cũng vẽ cái mặt, cũng vẽ mặt của phân tử, tức là vẽ cái hình chiếu đứng của phân tử, của vật thể lên. Đây, vẽ y chang như cái bước 1 luôn. Chỉ là mình, thay vì ở bước 1 mình xây dựng trên mặt phẳng O phẩy x phẩy z phẩy, thì ở bước 2 mình sẽ xây dựng trên cái mặt phẳng O1 x1 z1. Và O1 x1 z1 này sẽ song song và cách cái mặt phẳng thứ nhất một khoảng là B phần 2, được chưa? Đó, và xây dựng y chang như thế này. Đây sẽ là bước thứ 2. Được chưa, được con? Rồi, sau khi hoàn thành xong bước thứ 2, mình sẽ có một cái hình thế này. Thì bước thứ ba là lần lượt nối các đỉnh còn lại của hai mặt ha, nối các đỉnh còn lại của hai mặt này, được chưa? Nối các đỉnh nó lại tạo thành những cái đường song song á, nối một đường song song á, rồi sau đó xóa các đường thừa, đường khuất, thì khi đó ta sẽ thu được một cái hình chiếu trục đo sin gốc cân của vật thể như thế này. Đây, nối lại, nối các đỉnh nó lại, rồi xóa những cái đường gốc trục đo, những cái đường khuất, và cuối cùng mình sẽ thu được một cái hình chiếu trục đo sin gốc cân của vật thể như thế này. Đó, như vậy thì rõ ràng được con thấy là từ hai hình chiếu vuông góc chỉ thể hiện được hai mặt của vật thể, đúng không? Bằng một cái phương pháp ta đã xây dựng được cái hình chiếu trục đo thể hiện được hình dạng ba chiều của vật thể. Đó, được con thấy đơn giản chưa? Ha, đó là cái cách phương pháp mà người ta xây dựng hình chiếu trục đo sin gốc cân. Bây giờ mình sẽ đi qua các bước để đi xây dựng hình chiếu trục đo vuông góc đều. Thì ở hình chiếu trục đo vuông góc đều, các bước thực hiện cũng giống y chang như hình chiếu trục đo sin gốc cân, tuy nhiên nó có điểm khác nhau là gì? Đó là hệ trục tọa độ OXYZ nó được tạo bởi một cách là các góc trục đo đều bằng 120 độ. Nhớ cho cô chỗ đó ha. 120 độ. Nắm chưa? Rồi, sau đó mình cũng sẽ chọn cái mặt O phẩy x phẩy z phẩy là mặt phẳng cơ sở để vẽ hình chiếu đứng của vật thể lên. Đó, tụi con cũng vẽ hình chiếu đứng của vật thể lên y chang như kích thước mà tụi con phân tích ấy. Đó, nghe chưa ha. Sau đó bước 2 là tụi con cũng sẽ dựng một cái mặt phẳng cơ sở thứ hai. Tuy nhiên cái mặt phẳng này nó có đặc điểm là gì? Cũng song song và cách mặt phẳng thứ nhất một khoảng là B thôi nha, chỗ này là B nha, cô xin lỗi nha, chỗ này là B thôi ha. Bởi vì đối với hình chiếu trục đo vuông góc đều ha, đối với hình chiếu trục đo vuông góc đều thì độ biến dạng B, Q và R nó đều bằng 1.
đúng không? Như vậy thì nó không bị biến dạng về mặt chiều rộng. Do vậy cái mặt phẳng cơ sở thứ hai này nó cách mặt phẳng cơ sở thứ nhất một đoạn đúng bằng chiều rộng của vật thể, và nó sẽ song song với mặt phẳng thứ nhất. Đây ông xem ha, đúng không? Nó sẽ đặt cách một đoạn là b, sau đó nó sẽ đi xây dựng một cái mặt phẳng O1, X1, Z1. Rồi con nhớ nha, nó chỉ cách cách một đoạn là B. Còn ở hình chiếu trục cao su hút con nó cách một đoạn là B phần 2. Được chưa? Rồi, sau đó sau khi xây dựng được cái mặt phẳng cơ sở thứ hai rồi thì tụi con cũng tiếp tục vẽ cái hình chiếu đứng lên cái mặt phẳng cơ sở thứ hai theo kích thước mà mình đã phân tích. Đây. Đó, được chưa? Rồi. Đây là hình mà mình thu được sau bước 2. Thì bước 3 mình cũng đi tiến hành nối các đỉnh còn lại của hai mặt, xóa các đường thừa, đường khuất. Thì khi đó ta sẽ thu được hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể như sau. Đây, nối các đỉnh lại, đúng không ha? Rồi, xóa những cái đường khuất, đường thừa. Đó. Rồi, khi đó ta sẽ thu được hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể như thế này. Đó, được không, được không? Như vậy thì mình thấy là hai phương pháp nó chỉ khác nhau một chỗ, đó là gì? Đó là thay vì cách nhau một đoạn là b ở hình chiếu trục đo vuông góc đều, thì ở hình chiếu trục đo vuông góc đều con nó sẽ cách nhau một đoạn là b phần 2, và nó sẽ khác nhau ở việc xây dựng cái hệ trục và độ. Thay vì là một cả ba góc đều là 120 đối với trục đo vuông góc đều, thì ở bên trục đo vuông góc đều con nó sẽ có một góc là 90 độ, hai góc còn lại là 135. Thì với cái phương pháp xây dựng khác nhau, mình cũng sẽ cho ra hai hình chiếu trục đo khác nhau với hai tên gọi khác nhau mà như nãy giờ mình đã đi quan sát và tiến hành. Rồi. Như vậy là mình đã xong được, cô đã bày tụi con cách vẽ hình chiếu trục đo bằng một cái phương pháp mà cô nghĩ là nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều so với trong sách giáo khoa. Thì ngoài cái phương pháp trong sách giáo khoa và cái phương pháp mà vừa rồi cô mới giới thiệu cho tụi con thì nó còn có một cách vẽ khác nữa mà cô sẽ cho tụi con xem như thế này. Nào, đầu tiên là người ta yêu cầu tụi con là vẽ hình chiếu trục đo vuông góc, hình chiếu trục đo dựa vào ba cái hình chiếu vuông góc này. Được chưa? Thì cô tụi con xem cách cô vẽ vuông góc đều này. Đầu tiên cô cũng dựng một cái hệ trục tọa độ, đúng không? Đây. Sau đó cô cũng đưa cái hình chiếu trục cô cũng đưa hình chiếu đứng của vật thể lên cái mặt phẳng O phẩy, X phẩy và Z phẩy, được chưa? Tuy nhiên đó, không chưa? Sau khi đưa xong rồi, cô lần lượt từ các điểm của cái hình chiếu, cô sẽ lần lượt vẽ những cái đường thẳng song song như thế này, được chưa? Những cái đường thẳng đây, từ cái điểm này nè, con sẽ lấy cái điểm này làm điểm trọng tâm, vẽ ra một cái đường thẳng lần lượt từ các đỉnh điểm còn lại, tụi con sẽ vẽ những cái đường thẳng song song với cái đường thẳng này, được chưa, được không? Rồi, sau đó tại cái cạnh cuối cùng hay là cạnh đây, con sẽ chọn một cái điểm đúng bằng kích thước ha, mà người ta đã cho rồi, tức là đúng bằng chiều rộng đó, được không? Và nối lại các điểm lại ha. Đó, khi đó mình sẽ thu được một cái hình chiếu có tên gọi là hình chiếu vuông góc đều. Được chưa? Còn bên đây là cách người ta xây dựng hình chiếu trục đo xuyên góc cân, là xây dựng hệ trục tọa độ O phẩy, X phẩy, Y phẩy và Z phẩy. Tuy nhiên có cái trục OX, O phẩy, X phẩy vuông góc với trục O phẩy, Z phẩy. Rồi cũng đưa cái hình chiếu đứng của vật thể lên trên, lần lượt vẽ các đường thẳng song song. Nhớ là tụi con sẽ lấy cái điểm này sẽ làm điểm chốt, tụi con vẽ ra một cái đường thẳng song song, một đường thẳng, sau đó lần lượt vẽ các đường thẳng còn lại song song với đường thẳng này tại các điểm của các hình chiếu đứng, nha. Sau đó chọn một điểm đúng bằng chiều rộng, rồi nối nó lại và vẽ những các phần đường còn lại, nha. Xóa những cái đường thừa, thì khi đó mình sẽ thu được cái hình chiếu trục đo vuông góc xuyên góc cong. Đó là cái phương pháp thứ ba dùng để vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều và xuyên góc cong của vật thể từ các hình chiếu vuông góc. Rồi, như vậy thì mình đã xong nội dung của bài hôm nay. Sau khi xem xong rồi, tụi con tải file về để chép bài vào vở ha. Rồi, sau đó tiến hành làm bài kiểm tra kiến thức để củng cố kiến thức. Rồi, nếu không có gì nữa thì chào tạm biệt tụi con. Hẹn gặp tụi con ở tiết học tiếp theo. Bye bye.